gần tầng dưới thì nhìn xuống dưới đi. Đấy, đúng rồi. Mở ra. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Và ông ơi, sẽ như thế nào nữa? Bây giờ em đang ở nhà một mình và có một tên nó đang muốn đột nhập vào nhà em và nó hãm hại em. Đấm luôn. Ủa gì vậy? Sao lại đấm anh đâu phải lần nữa đột nhập vào nhà em đâu. Để hiểu được cảm giác này như thế nào thì chúng ta vào video game ngày hôm nay nha các bạn. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Còn bây giờ đi thôi các bạn ơi, đảm bảo sợ sợ mặc liệu rồi. Mặc bỉm đi. Không phải mặc bỉm. Đấm luôn. Ghê đấy. Tựa game này có tên là gì hả ốc? Suffer the night. Tức là chúng ta sẽ chịu đựng qua cả một buổi tối các bạn ạ. Ôi, và nhìn đây có hình một cái nhân vật gì rất là ghê, độ cái mũ rất là cao luôn. Và đây là một cái bàn máy tính như kìa. Như kiểu mắt vậy. Không, nó là một cái công tắc điện. À thôi, vào game luôn nha các bạn. Ừ. Bê Quý Thành bây giờ nhìn đâu cũng thấy quái vật các bạn, ảo thật đấy. Game này nó hơi kinh dị mà các bạn. Theo mình biết nó là một tựa game tâm lý tình cảm. Định nói tâm lý tình cảm rồi. Tâm lý kinh dị nha các bạn. Đây là mình này. Vậy là mình sẽ là một bạn nữ, một con gái. Ở ngoài trời đang bão nha các bạn, đang có bão. Và hình như là mình ở trong một căn nhà. Và đây là cái tầng giống như là tầng gác mái đúng không? Là phòng của mình là tầng gác mái. Uầy. Đẹp đấy chứ. Ừ. Có ổ điện đâu, công tắc điện đâu, bật điện cái tối quá. Mình cần phải kiểm tra cái radio các bạn ạ. Bởi vì là nó sẽ cập nhật những cái thông tin cơn bão qua radio. Khi mà tất cả cái đường truyền mạng đã bị cắt thì chúng ta vẫn còn sóng radio để cập nhật các thông tin các bạn ạ. Bão này có vẻ rất là lớn. Ôi, chị này fan của nhạc rock à? Đập vỡ cây đàn giận người đội chắc thanh đen. What the hell? Sao chân tung đứng nên nhảy tung não ra ngoài á các bạn. Ờ, đây có một cái đèn rất là xinh này. Ừ. Hay anh cũng mua cái đèn này để phía đằng sau để trang trí nhỉ? Anh có cái đèn Bê Quý Thành ấy mà. Ờ, đây có cái đèn Bê Quý Thành. Nó cũng giống là cái giống cái loại đèn này đấy các bạn. Ờ, đèn led các bạn. Ừ. Ồ, đây con gấu to đấy. À, chị này chắc vẫn còn đang độc thân, không có người yêu, không có gấu nên mua hẳn con gấu to về tối ôm. Độc thân giống như là Bê Quý Thành bên ngoài vậy. Ế là một xu thế, người tử tế mới bị ế. Kiểm tra radio đi, không có nghe con bão à? Bão đến cửa nó đập cho tung nhà lên bây giờ. Nhìn này là biết bão rồi, cần gì phải nghe. Đây thùng rác. Sao lại cần gì phải nghe? Bão nó sẽ mạnh lên hiểu không? Hay là nó suy yếu hiểu không? Nó cần phải cập nhật thông tin. Đây là thùng rác hay là thùng để thùng đồ? Thùng rác ấn cái đầu anh Vô ạ. Nó ấn đầu. Ấn đầu em Vô ạ. Đây ạ, đây không phải thùng rác mà đây là chỗ để quần áo nhỉ. Ừ, chỗ để quần áo bẩn chắc vậy. Trước khi nghe radio anh muốn kiểm tra hết cái khu nhà xem nó có cái gì. Đây là mấy cái bức tranh thôi. Có tờ dán được các bạn. Tranh tường. Đây là máy tính nhá. Máy tính của mình từ cái thời pha lông cởi chuồng rồi. Cái máy này lâu rồi. Lâu lắm rồi các bạn. Oh. Khởi động được máy này luôn này. Xịn thật sự. Press enter to continue. Nhưng mà không enter à? Không continue à? Sao? Ừ. Mình bây giờ chuẩn bị đi nghe radio mà. Oh, có cây đàn. Chị đang chơi nhạc rock thật thảo nào. Những cái người nhạc rock hay ăn mặc cá tính này là chị này mới đeo cái tất lưới ấy các bạn. Đây cũng có cái đèn này. Đèn hình con ngựa. Ôi toàn quần áo thôi các bạn ạ. Ôi giời ơi, chị này tủ quần áo không để. Quần áo để linh tinh luôn. Đây là máy ảnh các bạn ạ. Khi mà cơn bão qua đi thì sẽ có thể ra ngoài và chụp rất nhiều ảnh xinh đẹp. Ồ, đây là rất đèn. Chụp ảnh. Đây, radio đây thì phải. Đúng rồi. Ok, radio bật lên rồi. Ủa, nghe như tiếng siren hit quỷ đầu loa. Nghe không có tiếng gì hết các bạn. Đang bắt sóng, đang bị rè. Đây là một vài cái thông tin về cơn bão. Và hình như là có đến 2 cơn bão một lúc các bạn ạ. Với sức gió giật kinh khủng luôn. Cấp giật cấp 74 đến cấp 87 dạng mà. Mỗi giờ, tức là không phải đấy là cấp mà đấy là tốc độ đi của nó nha các bạn. Đấy. Và nói chung là có những một vài cái thông tin nó hơi hướng thời tiết, hơi hướng chuyên môn một tí. Nên là có thể là mình cũng không dịch chắc chắn được. Và các bạn cũng chỉ hiểu đơn giản nó là một cái thông tin. Chúng ta đang nói về 2 cơn bão đến cùng một lúc. Rất là ghê gớm. Bão vẫn còn đang trong quá trình phát triển chứ nó không suy yếu nha các bạn. Thôi xong, tí nó bão to mất điện mất tất luôn. Thôi mình bây giờ ngồi vào máy tính chơi game ốc ạ. Mình không có việc gì làm, cứ chơi game ơi. Really nigga. Chơi game. Mình là ca sĩ nhạc rock và mình phải đánh đàn hiểu không? Tập đánh đàn. Không, gõ học gõ chữ. Có cái gì? Chả có cái gì các bạn. Ấn 3 lần thì shut down kìa.
Ấn giờ... hai lần thì là run to right B cái gì đây. Chị này dán mấy cái nốt trong hình kinh quá ốc, nhìn thấy không? Đây này. Hình đầu lâu với chả cả có gì, đấy là những cái artwork rất là bình thường. Bê Quỳ Thành lúc nào cũng nhìn thấy ma quỷ ghê chết. Ờ rồi 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 các bạn ơi, có lẽ mình nên đi ra ngoài thôi. Bày đặt chơi game. Mở cửa ra, tôi mò mò chả thấy cái gì cả. Đây hành lang mà đúng không? I'm really hungry. Ồ, đó rồi các bạn ơi. Mình cần phải ăn một có một ít trứng và một ít đồ ăn đấy các bạn. Nên mình sẽ đi tìm bếp để chúng ta nấu một cái món gì đấy để ăn nha. Tối quá ông ơi. Nhà rất là rộng nha, chị này ở một mình trong một căn nhà. Gọi là Rickit. Rickit đại gia đó. Ừ, đúng rồi. Tôi không có cái công tắc điện ở đây à? Công tắc kia kìa, nhìn thấy công tắc rồi lại quay đi chứ gì. Đâu nhỉ, đây chắc phải có công tắc đây. Bên phía kia không có công tắc nữa. Bật lên cho nhà nó sáng bạn. Gì đó, cú à? À, đồ trang trí đó các bạn ạ. Trang trí có vẻ như nó làm bằng gỗ. Uầy, nhà chị này toàn mấy bức tranh kiểu vẽ kinh dị này. Ui ôi. Đấy thấy chưa, nó là một cái bức, những tất cả những cái bức tranh này đều là những bức tranh mà chị ấy vẽ nha các bạn. Đó, chị ấy trong trí tưởng tượng hiểu không? Ôi dồi ôi, nhìn như SCP này. The Deadline. À, bóng đèn của cái chết các bạn ạ. Đây là một bức tranh mình chưa hoàn thành, mình che lại đó. À, thế là chị này không phải là ca sĩ nhạc rock mà là chị này là một họa sĩ vẽ tranh kinh dị các bạn ạ. Vẽ cho những cái tác phẩm chuyện ấy. À. Kiểu vẽ ký họa. Ký họa không phải, vẽ kiểu như chị tưởng tượng ra thôi. Còn ký họa tức là anh nhìn thấy rồi anh vẽ lại. Bên Quỳ Thành chả biết gì. Chắc là nhà bếp nhà mình ở tầng dưới, mình xuống đây ăn các bạn. Cực kỳ nhảm luôn mà. Không sao đâu. Bếp ở đâu? Biết bếp ở đâu chưa? Bếp ở đâu thì đi tìm không biết. Nhà mình cứ như nhà hàng xóm nhỉ. Bật đèn lên. Ngoài trời mưa to quá. Bão mà. Đây bếp đây rồi, mình thấy bàn ăn ở đây. Đây là cửa ra lối đằng sau này. Ừ, lối đằng sau dẫn bàn. Thẳng vào bếp. Ok, bật điện lên cho nó sáng. Đây rồi, bếp đây rồi. Bây giờ mình sẽ phải làm cái gì đấy để ăn. Bây giờ mình cần cái chảo rán đầu tiên nha. Chúng ta tìm cái chảo rán nha các bạn. Ok, nói chung bây giờ mình sẽ đi lục lọi ở cái bếp này để xem có cái gì mình có thể nấu được lên. Mình sẽ nấu hết. Lấy được cái gì không? Không lấy được cái gì các bạn ạ. Ơ kìa, người ta bảo đi tìm chảo rán mà. Biết là tìm đấy để rán cái gì đâu. Mở tủ lạnh ra tìm chảo ạ. Ôi bó tay luôn nha. Các bạn để chảo trong tủ lạnh à? Có trứng ăn được rồi các bạn này. Ồ, có cả cái này nữa. Ok. Cái đó là phô mai đúng không? Hình như là thế. Cái này còn được. Chảo chắc là để bên dưới này rồi. Mình đã có đồ để mình nấu được rồi. Bây giờ mình mới cần đi tìm chảo. Đây chảo đây. Nãy đi tìm chảo không để lên đây chả có gì nấu các bạn. Ốc chả biết cái gì cả. Người ta hướng dẫn dịch ở đây nè. Người ta bảo lấy cái chảo đầu tiên. Thì bây giờ có chảo rồi, mình đã có đồ để nấu rồi. Bây giờ cần trứng nè. Đây đó. Mình đã có trứng rồi. Mình làm một phát được mấy việc luôn. Thế là mình đã có trứng rán này. Gì à? Hổ bánh mì à? Thế là nướng bánh mì à? Ấy xa. Như kiểu nhà mình luôn. Gì à? Gì vậy trời. Máy pha cà phê. Nhưng mà chúng ta cần phải có cà phê trước các bạn ạ. Ừ, cái pot là cái đựng các bạn, cái đựng cà phê. Cần máy đựng thôi, à, cần cái đựng này thôi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cần một ít coffee bean, một vài cái hạt cà phê. Đây là hạt cà phê. Coffee bean, chính xác. Chúng ta sẽ đổ vào máy, và máy sẽ nghiền. Okay. Và đợi một xíu là các bạn sẽ có cà phê thơm ngon tuyệt vời, ông mặt trời. Đây là máy pha đấy các bạn. Bánh mì. Đây là mình thiếu một cái đĩa à? Đây, đúng rồi, mình cần một cái đĩa. Để vào đây. Cái cần cái này để Cái xẻng nấu bếp các bạn, nó xúc lên. Để có thể lấy được trứng. Rồi, bây giờ mình đã có bánh mì 2 trứng. Và cà phê nữa, cà phê được rồi đó. Nhầm, cà phê chắc cần phải lấy cốc. Đây có cốc luôn này. Vẫn biết cà phê phải lấy cốc à? Tưởng Bê Quỳ Thành cầm bình đấy xong chỉ có em đi uống cả cái bình đấy thôi. Chúng ta, mình, tất nhân vật này quên mất là phải cho quần áo vào máy giặt ở dưới tầng hầm các bạn ạ. Tầng hầm là cái cửa này à? Không, khóa cửa à? Cửa này khóa gì à? À đâu, đúng rồi. Đây. Tầng hầm đây thật các bạn ạ, tối quá. Có đèn không? Có đèn bật lên không? Không, tối đấy. Bật đèn lên. Đây. Công tắc ổ điện đây. Nhà này thiết kế thông minh ấy các bạn ạ. Người này đang ở nhà một mình nha các bạn. Không có ai. Ui, chữ giữ chữ rất là nhiều đồ đóng hộp nha.
hay là chị này hay đi picnic đồ á, đúng không? Ừ. Nên là mới có nhiều đồ đóng hộp như này. Bây giờ tìm máy giặt nha, ở đây toàn lấy đồ ăn thôi. Tối nay, ở đây, đây có một cái... có một cánh cửa nữa này. Cánh cửa đây, chắc nó ở đây. Phòng giặt đúng không? Ở những nước ngoài người ta hay có phòng giặt đấy các bạn. Đây rồi. Ui cái gì đấy? Máy chơi game. Máy chơi game. Đỉnh vậy. Đúng là Rikki các bạn ạ. Trời ơi. Từ từ anh phải đi tìm. Ôi, bàn bia. Chọc bia. Từ từ tìm cái ổ điện để bật cái đá, tối quá chả thấy cái gì. Cửa cho anh đi vào cho. Đây. Ok, bật được đây, phòng giặt đây rồi. Thế còn bên này không bật được à? Đang đi tìm công tắc điện. Không có ổ điện à? Ở đây. À đây, ổ điện này. Nó ở ngay cửa các bạn ạ. Đây rồi các bạn ơi. Khu vui chơi giải trí thật là tuyệt vời, ông mặt trời. Bia, uầy, nhà chị này có hẳn cái tivi để dưới tầng hầm luôn. Ngồi đây xem luôn. Xem phim và đọc sách. Nhà chị này giàu lắm luôn ấy. Ừ. Ok, thôi đi giặt đồ đi. Ừ. Không là mai không có quần áo mặc đâu. Đây cởi chuồng. Đây là cầu bằng hộp cầu ra điện các bạn. Cái công tắc này để giúp chúng ta khắc phục khi mà có sự cố ấy. Nếu như mà ví dụ nhảy át hay gì, chúng ta sẽ gạt công tắc này lên nha các bạn. Là tất cả những cái dây điện ở dưới là sẽ được phục hồi lại và điện sẽ trở lại bình thường. Đây là chắc là máy phát điện rồi, chả có đúng gì rồi. Cả đây là máy phát điện nhưng mà nó chỉ cung cấp một cái năng lượng điện là có giới hạn trong ngôi nhà này thôi, chứ không phải là vô hạn này các bạn. Rồi. Ok, chúng ta cần phải đi tìm những cái sọt, cái sọt để quần áo bẩn. Đây, sọt đây. Ủa. Ôi dồi, Bê Quy Thành mặc váy hoa trông cực xến. Cực xến cái gì kệ anh. Xến thật. Bây giờ cho vào máy giặt nè. Đúng rồi. Thế thôi. Đúng rồi, ta đã đang bắt đầu giặt rồi nha. Thấy tiếng máy giặt rồi đó. Rồi giặt xong thì làm gì? Ăn rồi xong giặt xong rồi đi ngủ à? Chắc là Bão thì chỉ đi ngủ ở nhà một mình đi ngủ chứ làm gì? Ra chơi đi ạ. Tivi, Tivi hiện cái mặt đúng không? Cái mồm cười rất to, em nhìn thấy mà. Anh cũng nhìn thấy mà, các bạn cũng nhìn thấy, không phải mỗi em nhìn thấy đâu. Chuông cửa, ai lại đến đây trong khi mà Bão đang to như thế này? Ai? Ai? Đứa nào? Bây giờ đèn phải bật lên. Bật đèn lên rồi. Đèn gì? À vẫn chưa mất điện à? Thế nhìn thấy nó tối tối. Nhà mình tối từ đấy, từ nãy giờ rồi mà. Bây giờ là có ai đang đứng ở cửa bấm chuông nha các bạn. Đứa nào? Thằng ăn trộm nào, trời mưa bão thì đi vào đây ăn trộm. Kiểm tra tất cả các cửa đi, đây là cửa sổ. Má ơi, chúng ta phải đi đến cửa chính chứ. Anh đi ngó vòng quanh nhà, anh không kiểm tra mỗi cửa chính đâu. Bọn này á. Có một cái phong bì ở dưới các bạn ạ. Cái gì vậy? Biết, chúng ta sẽ break seal. Break seal, mở ra. Bóc seal. Ôi. Ở ngoài nó ghi cái chữ gì nhỉ? Một cái đĩa mềm các bạn ạ. There's no one at the door. Nó đến từ đâu nhỉ? Chẳng có một ai đứng trước cửa cả mà lại có cái đĩa mềm này. Mình sẽ đi kiểm tra đĩa mềm. Hay đó, trong phòng này. Khóa chúng ta cần một cái chìa khóa để mở cái gara ra các bạn ạ. Ủa, vậy là mình có cả ô tô ấy. Ghê. Rồi bây giờ bỏ cái đĩa lúc nãy ở dưới kia, chắc là cho máy tính rồi. Ừ. Rồi, ta cho cái đĩa mềm vào. Mình chưa kịp đọc vỏ đĩa nó là chữ gì luôn. Lúc nãy ở trước phong bì nó cũng có chữ mà. Không, nó không có chữ, nó chỉ có cái khuyên ấy. Không có nó chữ to stay Stacy gì á. À thế hả? À thế là gửi Stacy, tức là gửi tên chị này tên là Stacy. Stacy BX Bê Quy Thành. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn vượt đây này, welcome Stacy này. Đấy, và chào mừng trở lại Stacy nha. Rồi bây giờ trên màn hình nó đang bảo cái gì kìa. Rồi, chúng ta sẽ lựa chọn một trong những option sau đây. Ấn 1 là chúng ta sẽ chạy cái ổ đĩa, chạy cái phần gọi là phần cứng hả? Hay là phần mềm dry á? Cái dry, mình không biết dịch cái tiếng Việt là cái gì nữa các bạn ạ. Còn cái ấn chu ta số 2 thì là dry B. Đấy, còn cái chúng ta ấn 3, ấn 3 thì là tắt máy. Bây giờ mình sẽ ấn A chứ, thì ấn số 1 hả? 1. Ôi dồi ôi! Thời nay giống hệt cái màn hình lúc mình bắt đầu vào game. Thế là bây giờ bắt ngồi chơi game mà. Press enter to start. Chúng ta sẽ enter để bắt đầu. Ok. Rồi chúng ta sẽ cần có thể zoom to hơn đúng không Bê Quy Thành? Đây, bắt đầu nha. Cơn ác mộng của bạn mới chỉ bắt đầu. Con lắc số phận bây giờ đang lắc. Bạn thức dậy trên một nền đá ẩm ướt và lạnh lẽo. Mùi của sự ngọt ngào đến phát bệnh tràn ngập vào lỗ mũi của bạn. Trời quá tối và bạn gần như không thể nhận ra được mọi thứ xung quanh.
Và bây giờ chúng ta sẽ ấn 1 để đứng dậy. À, để thức dậy, ấn 1 để thức dậy các bạn. Ồ, thế là đây là một cái đĩa chuyện à hay là đĩa game vậy? Không biết. Rồi. Thức dậy rồi. Thức dậy rồi. Bạn từ từ đứng dậy và sau đó thì có một cái sợi dây rất là sắc nhọn đi xuyên qua hộp sọ của bạn. Và tầm nhìn của bạn dần dần mờ đi, sau đó thì bạn sẽ tập trung trở lại. Bạn đang ở trong một cái hang động, nó dường như là rất là nhỏ giữa hai cái khe đá hả? Đúng không? Ừ, đúng rồi. Và nó chỉ đủ rộng để chúng ta có thể bò qua. Chui hoặc bò qua. Bò qua thôi. Và đây chúng ta sẽ có một cái danh sách các cái lệnh nha. Ấn 1 để chúng ta bò qua. Bò đi. Ấn thứ 3 chúng ta tìm kiếm. Và ấn thứ 4 để chúng ta sử dụng các item. Bò qua xem nào. Mình đi qua cái khe đấy và đến một cái hang động lớn hơn các bạn ạ. Tất cả xung quanh gần như là tối đen. Chỉ có một ánh sáng le lói rất là nhỏ chiếu xuống cái khuôn mặt của mình. Và mình đã chú ý đến một cái thang được để ở trên vách đá. Bậc thang đấy hả? Cái thang hoặc là bậc thang. Bậc thang hay là cái thang gì đấy nhỉ? Cái bậc. Cái bậc, bậc à? Và chúng ta sẽ có list những cái comment như ấn 1 để chúng ta trèo lên, ấn 2 để quay lại, ấn 3 tìm kiếm và ấn thứ 4 để sử dụng item. Trèo lên đi ông ơi, anh muốn khám phá xem chuyện gì xảy ra ở trong, okay. trong cái quận băng này. Vậy chúng ta ấn 1 để trèo lên. Chúng ta đã lên đến đỉnh các bạn ạ. Và có một ngọn đuốc bằng kim loại rất là cũ đang treo ở trên tường. Cái ngọn lửa của ngọn đuốc này thì nó cứ lập lòe, lắc lư như là có gió thổi từ phía cuối hoặc là từ... từ dưới lên ấy. Nó thổi, nó cứ lắc lư cái ngọn thế lửa này. Thế là nó thông với bên ngoài các bạn ạ. Vì trong hang động nếu mà có gió là chắc chắn có một khe gì đấy, gió có thể luồn qua được. Và cái mùi thối rữa ở trong cái hang động này càng ngày càng bốc lên nặng hơn. Cái mùi càng lúc càng nhiều hơn. Mùi thối à? Thế có con gì hy sinh ở đây à? Hoặc là con người. Cái đuốc vàng vàng ở bên trái và các bạn. Và chúng ta sẽ ấn 1 để đi tiếp, ấn thứ 2 để quay lại, ấn 3 để tìm kiếm. Anh rất muốn khám phá. Rồi, chúng ta bước vào trong một cái lăng mộ rất là lớn. Vậy là cái hang động mới đi vào lăng mộ, đúng không? Và cái lăng mộ này hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta chỉ có những cái ngọn nến xung quanh thôi. Và ở giữa có một cái quan tài. Quan tài? Thế là mùi trong quan tài phòng. Đúng rồi, và dường như là cái mùi bốc lên từ đây. Và ở bên phải của chúng ta thì sẽ có một cái cửa gỗ rất là lớn. Thì bây giờ chúng ta sẽ rẽ phải hay là quay lại? Nếu rẽ phải ấn 1 luôn. Rồi ốc đi luôn rồi các bạn. Anh muốn tìm xem ở xung quanh thì có cái gì nữa không. Không tìm được rồi. Thôi tiếp tục đi. Thế bây giờ chúng ta chỉ có go back thôi mà. Chúng ta sẽ search hả? Không có gì ở đây hết. Không có gì ở đây à? Chúng ta không thể đi quay lại được này các bạn ơi. Mình ấn 1 nhưng không quay lại được cái tab lúc nãy rồi. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử tìm kiếm ở đây xem có gì không nhá. Ấn số 3 các bạn ạ để tìm kiếm. Cái gì ấy? Chúng ta mở quan tài ra và phát hiện ra một cái người các bạn ạ đang nằm ở trong này. Xin phép các bạn mình dùng Google dịch. Bạn này mình dùng Google dịch nha, vì nó có nhiều từ mình không biết thật. Chúng ta mở nắp quan tài và ngay lập tức cảm thấy buồn nôn vì mùi thối rất là kỳ quái. Bên trong là xác của một người đàn ông nha. Mặt và ngực của anh ta đã bị giòi ăn đến tận xương. Trong khi khám xét quan tài và thi thể, bạn nhận thấy một chiếc chìa khóa cũ trên tay anh ấy. Kinh tởm lột từng ngón tay khỏi bàn tay cứng đơ của anh ta và chúng ta lấy một chiếc chìa khóa. Và bây giờ cái chiếc chìa khóa đã được nhập vào cái inventory của chúng ta rồi nha các bạn. Thế mình đã có thêm một chiếc chìa khóa. Đây này chính là hình để các bạn kinh thế nhỉ. Không kinh lắm vì nó hơi kiểu biểu tượng thôi. Chứ nếu mà là vẽ bằng nếu như mà các bạn pixel. Còn nếu bây giờ mà vẽ bằng công nghệ 3D thì rồi trông kinh lắm luôn. Kinh lắm. Bây giờ thử sử dụng item xem nào. Sử dụng item. Nhưng chúng ta không item không sử dụng được ở đây. Thế bây giờ có một cánh cửa bên phải. Chúng ta sẽ go right. Bây giờ sử dụng item này. Từ đã, để cái cánh cửa gỗ nhá. Chúng ta cố gắng mở nó. Nhưng cửa đã khóa và chúng ta cần dùng cái chìa khóa để mở cái cửa này nha. Có hai ngọn nến rất là to ở hai bên cửa này. Ok, thế thì mình vừa lấy được một chìa khóa ở trong cái tay người đàn ông ở trong cái quan tài. Bây giờ mình sẽ ấn số 4 để sử dụng chiếc chìa khóa. Mở cửa mở ra. Rồi sao ạ? Rồi cũng không có gì hết. Rồi đi tiếp. Tục đi bên phải nhưng sẽ phải. Ấn số 1 để rẽ phải các bạn. Cái gì ạ? Cái gì ấy? Đèn chập chờn. Nhìn qua vai, phải chuột nhìn qua vai. Cái gì ấy? Đấy. Gì hết đấy? TV nhà mình nó vừa bật thì cái gì á? Đài. Không đài đâu mà đài, tiếng TV mà. Tiếng đài mà, tiếng rú lên như kiểu sóng TV, sóng đài mà.
Ông anh nghe thấy là tiếng tivi sao ấy? Tivi không bật nha. Tivi góc này. Nào thấy chưa? Thế là cái gì nhỉ? Cái đài. Cái đài à? Cái đài nghe sóng là giống cái đài nó zip lên nhá, giống như mình tra các kênh khi mà mình nghe radio á. Ôi giời, cứ tưởng tivi lại cái có thằng mặt lúc ở trong tivi nó ló ra các bạn. Thằng đấy cười mồm rất to, giống là Joker á các bạn. Đúng không? Anh biết Joker không? Joker Batman á. Nó cười mồm nó to y chang. Thấy chưa? Tắt đấy chưa? Rồi bây giờ tiếp tục đi. À vẫn tiếp tục các bạn, tiếp tục. Tự nhiên cái đài lại bật ảo thế nhỉ? Rồi, chúng ta dòng được một cái đợt đợt gọi là một cái sóng mới thì nó sóng hay nào. Chúng ta tiếp tục. Zoom nha. Rồi. Chúng ta đến cái góc các bạn ạ. Ở một cái đường, một cái hành lang rất là dài khác. Và những ngọn nến thì xuyên suốt những cái hành lang này. Và chúng ta điều tìm kiếm và điều tra xung quanh. Có một tiếng khét lên vô cùng đau đớn. Bây giờ mình sẽ đi theo tiếng hét chứ, hay là mình sẽ quay lại? Đi chứ, đi tìm xem là... Chúng ta sẽ ấn số 1. Rồi, chúng ta tiếp tục đi xuống các bạn ạ. Chứ rồi, đi xuống rồi. Đi xuống thì bao giờ mới đi lên? Cái gì đây? Ôi, mình xin phép lại dịch. À, ôi các bạn ơi, đây rồi. Chúng ta tiếp tục đi xuống con đường các bạn ạ. Và chúng ta sẽ đi ngang một ngôi mộ nhỏ. Lại mộ? Thì đây là một khu lăng mộ mà. Ngôi mộ nhỏ nha. Và có một chiếc quan tài nhỏ được đóng đinh vào. Và nó đóng rất là chặt các bạn ạ. Mạng nhện và nến vương vãi ở khắp xung quanh. Một chiếc bình đất sét nhỏ nằm ở góc cạnh một trong những chiếc quan tài. Sốt thôi mà, tôi tìm nha. À, tìm được, chúng ta kiểm tra bên trong các bạn ạ. Chúng ta bắt đầu kiểm tra bên trong này. Đó. Và chúng ta mong tìm thấy một nắm cho tàn đấy. Nhưng bên trong ánh sáng bắt gặp một tia sáng lấp lánh phản chiếu lại. Bạn bước vào và tìm thấy một chiếc bật lửa cổ. Thấy được một chiếc bật lửa. Dòng chữ nhỏ đã bị chảy xước, có lẽ là một vật gia truyền. Và chúng ta tạo áp lực lên bánh xe tia lửa. Bánh xe này đập vào đá lửa và đốt cháy chiếc bánh xe cũ. Điều đáng ngạc nhiên là cái bật lửa này vẫn hoạt động. Và bật lửa này đã được thêm vào cái inventory của mình. Đây chính là chiếc bật lửa các bạn này. Bật lên nó vẫn chạy nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là... Chúng ta sẽ go right, ấn phím 1 để tiếp tục đi. Trước mặt là một màn đêm. Màn đêm. Bật lửa. Bật lửa, đúng rồi. Rồi, chúng ta sau khi... Gì đây? Sét đánh rồi. Sét đánh rồi, nghe như là một vụ nổ rồi. Và chúng ta mất điện luôn. Ôi giời ơi, đang ngồi chơi game cuốn. Nhà mình có máy phát điện mà. Nhỉ. Phát điện ở dưới tầng hầm đấy. Mất điện rồi, không có năng lượng. Tối om om. Trời ơi, ở nhà một mình mà bị mất điện sợ. Ui giời. Nổ, đường dây điện đã bị sét đánh các bạn ạ. Cột điện gọi là chạy. Đấy, chúng ta sẽ phải đến chỗ máy phát điện để chúng ta có điện đấy các bạn. Tìm máy phát. Đi vào đây làm gì? À, mày phát ở đây. Mình tưởng mày phát ở phòng thứ sau. Làm gì còn phòng nào nữa. Damn, I forgot to refuel. Chết rồi, máy phát này chúng ta cần phải có nhiên liệu các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta cần nhiên liệu như là chạy dầu ấy phải. Và bây giờ chúng ta phải đi đến một cái kho chứa thuyền để lấy dầu về đây để chạy máy phát. Ôi dồi ôi, nhà anh giàu thật, nhà anh có khỏi du thuyền đấy. Có thuyền thôi, không phải du thuyền. À đấy à, là thuyền thôi à. Bây giờ cứ đi tối om om này hả? Được rồi, không được đâu. Bây giờ phải đi ra ngoài để đi đến cái chỗ nhà để thuyền ấy. Chúng ta cần phải đi lấy cái chìa khóa để mở gara ra. Và trong gara sẽ có áo mưa. Chúng ta sẽ đi tìm ở trong nhà tắm cái chiếc chìa khóa đấy các bạn ạ. Vì hôm trước mình tắm, mình nhớ là mình để ở trong nhà tắm lúc ấy nó bảo vậy. Tắm của mình đâu ta? Cơ mình bây giờ nhìn mấy cái tranh mình vẽ là còn sợ hết hồn luôn. Thế có gì đáng sợ. Đây rồi, nhà tắm đây rồi ông ơi. Ok, chúng ta mở ra và... Chìa... Gì vậy? Chập điện hả? Chập điện. Chập. Đây, nó vào đấy có là mình điện giật tiên tiến chết từ từ không? Fuse must have blown. Oh my god. Cái bóng đèn này hỏng luôn. Nó nổ vậy phải hỏng chứ. Cháy luôn rồi các bạn ạ. Chìa khóa để ở đâu nhỉ?
để trong bồn cầu. Bị điên à? Thế em để chìa khóa trong bồn cầu hả? Đây chìa khóa đây rồi. Chìa khóa đây này. Ngoài ra. Cái này bột giặt các thứ, giấy vệ sinh. Rồi đi, có chìa khóa của cái chỗ mình có lấy được nhiên liệu cho máy phát điện à? Ừ. Tên 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 tên. Đi chưa? Đi luôn chứ còn gì nữa không? Được rồi, mở ra này các bạn. Chúng ta lấy tra chìa khóa vào và mở cửa. Được rồi đấy, mở được rồi đấy. Mở cửa ra. Cái gì đây? Tối này. Tối quá nhỉ. À đây là phòng kiểu là dụng cụ sửa chữa của mình. Ừ, vậy là chẳng có cái ô tô nào các bạn. Ô đèn pin, chúng ta có đèn pin. To the boathouse out back. Ừ. There should be some fuel I can use for the generator there. Ừ, đi thôi, chúng ta sẽ đi cầm đèn pin và đi. Đấy rồi, có đèn pin rồi các bạn ơi, cứ tưởng không có đèn pin tối om ạ. Ồ vậy là không có áo mưa các bạn ạ. Mình dịch nhầm rồi, hình như không có áo mưa đâu, cái raincoat mới là áo mưa. Rồi. Vậy là đi đầu trần ra đấy luôn. Nào, mở cửa đi ra nào. Nhớ đóng vào nhá. Đây có ô tô đấy, xịn luôn. Vậy là mình lái ô tô đi hả? Không, làm gì. Kinh quá cái này. Kinh quá. Thôi đi vòng ra phía sau các bạn ạ. Mình được biết là cái nhà thuyền của mình ở phía sau nhà. Ừ. Và mình chạy tí đi các bạn ơi. Mưa này mà cứ đi này tí ướt hết. Về cảm cúm, hắt xì hơi. Lại phải đi viện. À, ở dưới nhà mình, dưới ngọn đồi là một con sông. Ừ. Thì mình mới đi được thuyền chứ không em mang thuyền lên đỉnh đồi em chèo thuyền à. Em bảo sau nhà chắc chắn là đi vào con đường này rồi. Đây là còn có một cái cảng nhỏ này. Ừ. Thuyền đấy à? Sấm. Đây thuyền đây nè. Thuyền đi câu. Ừ, đây là hai cần câu. À đây, ôi. Nhà em này có cả hẳn một cái quả cây xăng mini. Ở một thùng nhiên liệu luôn. Ai xui được quá. Bây giờ mình cần một cái can các bạn ạ. Can à? Ừ. Hay là ở bên ngoài. Kia, à kia, kia có cái can nhỏ kìa. Sẽ đi vứt can ngoài đấy. À chắc là nạp nhiên liệu hiểu không? Xong rồi là vứt luôn ngoài này. It's empty. I need to refill it. Yeah, chúng ta sẽ đổ đầy cái can này house. Và chúng ta sẽ có điện. Có điện. Có điện. Now I can refuel the backup generator. Ok, chúng ta sẽ quay lại tầng hầm để bổ sung nhiên liệu vào cho cái máy phát. Rồi đi về thôi. Đây, mình vừa đi lối cửa chính vào. Bây giờ mình có thể đi lối cửa này là cửa dẫn vào bếp này. Đi vào luôn đi ông ơi. Đúng rồi. Ê bêu thằng béo ơi, chả đi mở cửa chả đi vào được. Thì anh đóng cửa vào tí có trộm vào thật đấy. Đi chúng ta xuống tầng hầm. Từ từ đóng cửa vào đâu ạ. Ủa nãy anh chưa đóng cửa à? Chưa. Ôi thế thì có đứa đột nhập vào nhà mình rồi. Làm gì có ai, em đừng có dọa anh, làm gì có ai vào nhà mình. Thế bây giờ cửa không đóng thì có đứa nó đi vào nó ăn cắp cái gì. Nhưng mà mưa này ai lên đây làm gì, có mỗi mình ở nhà thôi. À ừ. Trộm nó cũng phải chọn trời ngày nắng ấm nó đi. Trời mưa đến, trời mưa đến thật các bạn. Trời mưa mình không lường trước được, mình mải làm việc khác hoặc là mày. Đi cái chỗ cửa chính đi, tự nhiên đi đâm vào cái khe đấy làm cái gì. Now I need to reset the circuit breaker. And that should restore. Chúng ta sẽ reset cái máy này, sau đó chúng ta sẽ bật sẽ đổ nhiên liệu vào. The power should be working now. Rồi đấy, các bạn ơi. Upstairs and call in the busted transformer. Có điện chưa? Có điện rồi. Có điện rồi. Nhưng mà cái điện này không phải là nó có thoải mái dùng như là điện lưới đâu nha các bạn. Mình sẽ nó sẽ có giới hạn. Ừ, giới hạn thôi. À chắc là mình vẫn dùng được máy tính là được rồi. Đúng rồi. Chơi game trong lúc trời mưa đỡ buồn. Với một người như mình thì mình nghĩ mình sẽ ưu tiên cho cái máy tính và bếp. Và anh nhớ ra là lúc đấy thao tự nhiên lại có một cái người ta đưa cho mình đĩa game, chắc chắn phải có người ở quanh nhà mình. Thì lúc ấy mình mở cửa. Thế, ông nói là theo nó đột nhập vào nhà mình rồi. Rồi nên chơi game nốt đấy. Hay là có shipper nhỉ? Chắc shipper. Shipper trời bão không nghỉ à? Nhưng mà anh có đặt cái đĩa đấy đâu mà người ta ship cho anh cái đĩa đấy. Hay là fan hâm mộ tặng đấy. Chắc fan hâm mộ tặng đấy. Rồi. Thỉnh thoảng ở ngôi nhà bọn mình có những bạn nhỏ đến bấm chuông, thấy bọn mình hốt quá, mình không có ra mở cửa. Cái sau là bạn ấy để cái phong bì thư bạn ấy luồn qua khe cửa. Sử dụng cái điện thoại nha. What? There's no signal. Hello. The line is dead. Không, ôi giời ơi, không trời. Có tí hiệu rồi. Trời mưa này. Vậy là mình bị cô lập ở đây rồi. Đúng rồi, không ai không biết. Không liên lạc được với ai. Cửa lại rung, chuông cửa lại rung lên. Và mình lại phải xuống kiểm tra các bạn ạ. Ai nhỉ? Hay là cái người lúc đấy mang cho mình. Đúng rồi. Cái đĩa game kinh dị đấy. Ừ. Ai nhỉ? Lù. Đây cửa chính đây đúng không?
Nó cầm dao à? Bây giờ nó cầm dao. Nó là nó bật nó trắng đi. Nó cầm dao á. Anh gì ơi? Anh là ai anh ơi? Mặc một cái áo rất là dài. Đội cái mũ. Ô, giống như ở trong đĩa mềm á. Cái vỏ á. Ơ kinh quá. Anh gì ơi? Anh gì mặt trắng ơi? Không đeo mặt nạ rồi. Nhìn như là đúng đeo mặt nạ các bạn ạ. Tóc rất dài. Ai đây? Người là ai? Ê, con nói chuyện được với người ta không bảo người ta đi về đi. Ờ. Anh ơi, trời mưa anh đi về đi anh ơi. Mở cửa. Điên ạ. Không được mở cửa. Nhìn bên ngoài trông rất là kinh dị. Mình sẽ không mở cửa các bạn ạ. Ờ, tôi là anh nghĩ không nên mở cửa. Tên này chắc chắn là người xấu. Nhưng bây giờ bảo nó về đi. Anh ơi, về đi. Có về không? Tôi báo công an ấy. Mặc dù là nhà tôi là mất sóng điện thoại. Đồng chết cho tự khai ra nhỉ. Nhìn qua cái lỗ cửa đó. À ừ nhỉ. Hello. Ai đấy? Ai? Ai đang ở đây? Hello young lady. Hello người à. Hello em gái. Xe của anh bị hỏng trên đường đi. Anh không biết là anh có thể sử dụng điện thoại nhà em không? Không, điện thoại nhà em hỏng rồi anh ơi. What are you doing all the way out here? Nhưng mà ông đang làm gì ở đây? À, có phải ông là người đã để cái đĩa mềm ở vào nhà tôi đúng không? Chắc chắn là ông này rồi. Mặt, nhìn giống lắm. Mặt giàn như mặt ốc luôn. Không, nhưng mà nhìn nó giống với cái mặt cái đĩa đấy. Cái đĩa mềm ư? Anh nghĩ là anh không biết em đang nói về cái gì. Giả ngu này các bạn này. Rồi. Nhưng mà ông không trả lời câu trả lời à, nhưng mà ông không trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi. Ông làm gì ở đây? Ôi, em nhìn thấy đấy. Anh thì có gia đình ở gần đây. Nhưng mà anh lại chỉ thấy một ngôi nhà ở trên cái con đường này thôi. Ôi giời, thế là anh cần sự giúp đỡ gì? Tức là ông ấy có một cái gia đình của ông ấy là ở phía nam nó là phía bắc các bạn, phía bắc. Tôi xin lỗi nhưng mà đường điện thoại nhà tôi hỏng rồi. Ông, à, bởi tôi vì cơn bão đấy. Tôi không giúp gì được ông đâu. Đúng rồi. Mà tôi là con gái, ông là đồ con trai, ông đi ra ngoài đi. Ồ, thật sao? Điện thoại hỏng rồi à? Ai, vậy thì có lẽ tôi sẽ phải vào. Vậy thì có lẽ tôi có thể vào để làm khô quần áo được không? Quần áo của tôi đã bị ướt bởi cơn bão mất rồi. Nó cười rồi ông ạ, nó cười rồi. À, nó cười à? Và để ý là nó đang tìm cách để vào được nhà mình nha. Ừ, đúng không? Ừ, nó đang nói chuyện với mình để cố gắng rồi, vào. Ban đầu là bảo sửa ô tô nhưng cuối cùng bây giờ nó xin vào sấy khô quần áo. Nó muốn vào nhà ban mình. Ban đầu nó muốn sử dụng điện thoại. Không, tôi sẽ không cho người lạ vào nhà đâu. Đúng. Xin lỗi. Xin lỗi, say goodbye. Very well, Stacy. Ôi, Stacy ơi. Ta sẽ tự tìm cách đi vào nhà của cô. Đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Cực kinh luôn ạ. Nó vừa đi, nó vừa nhìn mà. Ê, ông đi đâu ấy? Cút khỏi nhà tôi ngay. Ôi, gì ấy? Có kính nha, có kính nha. Gì ấy? Ôi, móng tay dài đấy. Ôi, leo như là Spider-Man. Spider-Man phiên bản người. Cái quái vậy trông thật là kinh dị. Tại sao hắn ta lại biết tên mình? Rồi sao? Đi kêu ấy. Điện thoại kêu, có điện thoại. Báo cảnh sát đây, có thằng đột nhập nhà mình. Nghe máy, nhà cửa phòng đâu. Nghe máy, máy đây. Đúng rồi. Hello. Alo, ai đấy? Tôi cần giúp đỡ. Hello, Stacy. Cái này là đó. Em Stacy ơi, trên trời. Fuck, why are you doing this? Tên bệnh hoạn này. Tại sao ông lại làm như những điều này? I want you to finish my game, Stacy. Anh muốn kết thúc game Stacy. Đó là tựa game của anh. Anh sẽ cho em một cái thỏa thuận. Nếu em kết thúc trò chơi thì anh sẽ rời khỏi đây và để em ở lại một mình. Tôi không chơi cái game ngu ngốc ấy đâu. Tôi cảnh cáo ông, hãy đi khỏi đây. Tôi có súng đấy. Tôi là hậu duệ của chân dân đấy. Anh biết em đang nói dối Stacy. Bây giờ em hãy hoàn thành trò chơi đi. Nếu không anh sẽ đến và sẽ lột da em. Lột da em mấy nhỉ? Lột da em. Kinh quá các bạn ơi, kinh quá. Nó trèo lên rồi, xem cửa sổ. Còn cái cửa sổ nào chưa đóng cửa không? Không có cái kéo xuống. Đóng hết rồi, vì mình biết là có bão mà. Nên mình sẽ đã đóng cửa rồi. Nó vừa trèo đây mà. Ok, kiểm tra một lần nữa. Tóm lại anh phải chơi game đi. Nói chung anh cũng vẫn phải kiểm. Ở đây cửa sổ vẫn còn các bạn. Ok.
cảm thấy an toàn rồi. Bây giờ chỉ cần anh hoàn thành trò chơi là nó sẽ để anh yên, hiểu không? Không, anh vẫn phải chốt cửa lại đã, không là anh sợ lắm nó chui vào nhà anh mà. Ok, rồi. Chúng ta sử dụng bật lửa rồi các bạn ạ, chúng ta soi đèn lên. Bây giờ chúng ta tìm hả? Search xem nào. Chúng ta cố gắng để đi lên trên nhưng mà trời quá tối. Không tìm thấy gì. Không thấy gì đây, thế là đi sử tiếp ạ. Item, ấn for, không chứ, ấn for nào. À, mình... item không dùng ở đây. Đi rồi, tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. One, chúng ta sử dụng cái bật lửa. Chúng ta đi đến trên đỉnh của cái cầu thang này rồi. Và ánh lửa bắt đầu lờ mờ nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra rằng chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi về phía bên phải. Tìm không? Tìm gì đấy đi. Tìm đi. Ờ, tìm xem có gì không? Tìm. Không có gì. Tìm không thấy ấn gì. Ấn số 1 đi phải, bên phải. Rồi. Gì đây? Nhìn thấy hình như một cái quan tài đây này. Ghê chưa? Quan tài rất là đáng sợ luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái căn phòng. Xin phép các bạn mình lại dùng Google dịch nhiều để chắc mình biết. Chúng ta bước vào một căn phòng rất là lớn với một cái bàn gỗ tròn ở giữa. Trên bàn có một cái hộp đã khóa. Có một hộp mở ra. Những sợi xích bao xung quanh. Và chúng ta, và nó dẫn chúng ta đến một cái hộp sọ rất là to. Hộp sọ? Đúng rồi, cơ chế khóa của nó được đặt trong miệng hộp sọ. Căn phòng chia làm hai lối đi, một cái bị chặn lại bởi một cái lồng sắt lớn, còn cái lối đi kia thì mở. Chúng ta sẽ tìm item thử xem ở trong này có gì không. Vì okay, có quan tài, chắc bên trong quan tài có gì. Rồi, ai quan tài kia này mà. Tìm. Không có gì. Không có gì à? Đi tiếp. Go right, ấn phím 1 các bạn. Chúng ta tiếp tục lại có, trước mặt lại có cái cửa nữa các bạn ạ. Và nó chỉ mở một nửa thôi. Chụp vào. Đúng rồi. Một nửa còn lại thì đã bị khuất. Đi tiếp nhá. Đi tiếp. Bật lên. Bật đèn lên, tối quá. Sử dụng item. Đúng, ấn số 4. Kìa, cửa mở. Cửa mở, âm thanh cửa mở thật là sống động. Chúng ta sử dụng bật lửa rồi. Chúng ta nhìn thấy một cái hành lang các bạn ạ. Và nó cũng rất là tối. Không khí ở đây rất là ghê. Đấy. Ui, và mùi hôi thối đấy. Bắt đầu tràn ngập cái tầng này luôn các bạn ạ. Trên sàn à. Xin đây mình sẽ xin phép lại dùng Google dịch thôi. Mình hiểu được nghĩa nhưng mà nó hơi kiểu bạn làm chúng ta thấy những chiếc bình bằng đất sét nằm rải rác khắp các tầng. Không khí rất là cũ kỹ. Và chúng ta làm đổ một chiếc bình trước khi đi và cái tro ở trong bình bay tung lên. Chúng ta lỗ mũi và miệng của chúng ta bị lấp đầy và chúng ta ho. Đây là ho thật chứ không phải ho. Chúng ta sẽ đi tiếp các bạn. Đi tiếp à? Rồi. À! Gì vậy? Đài, 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 đài lại bật, đài lại bật. Có tiếng người kêu thất thanh các bạn ạ. Đài. Ừ. Như chỉ ở trong đài thôi. Ừ thì biết rồi, là trong đài có tiếng không người. Phải người thật đâu. Cô hò hay là quái vật chặt. À, ôi. Ông ta leo lên mái nhà rồi đúng không? À, ngay trên đầu mình. Ôi trời ơi, kinh quá. Chơi game đi, chơi game đi. Nó vừa đi qua đây luôn mà. Chơi game như này ông bắt đấy. Không cửa vào, quên nãy giờ không đúng không lên đấy. Không cửa chặt vào, ok. Cảm thấy an toàn rồi các bạn ạ. Chúng ta tiếp tục đi đến một cái con hẻm tối tăm các bạn ạ. Bạn và chúng ta có một cái răng nanh, một cảnh tượng rất là quái dị. Xác của một người được treo trên tường và xếp chồng lên nhau. Cảnh tượng khiến mình phát điên rồi. Là sao? Nghe chả hiểu gì. Ừ, tại vì có những cái từ mà Google dịch nó cũng không nhận ra được các bạn ạ. Không hiểu sao. Thế nha, tiếp tục đi xuống hành lang này. Chúng ta vấp ngã. Và chúng ta thấy một cái cảnh tượng rất là quái dị. Xác được treo trên tường và cùng với những thiết bị tra tấn các bạn ạ. Ồ, kia là một khu tra tấn người các bạn. Rồi, có một cái thiết bị có bánh răng đã nghiền nát phần dưới thành bột. Ui. Cảnh tượng đó khiến máu bạn chảy ra. Có thứ gì đó nhô ra từ người đàn ông bị bắt cóc. Nhưng càng cố gắng tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ hành lang này nhìn thẳng ra ngoài rồi sao. Rồi xong các bạn ạ. Nghĩa là một người bị còng lại tra tấn vào. Chúng ta sẽ tìm item bị nát hết rồi. Tìm thử item xem có gì không. Ôi, mò vào trong người à? Phanh, phanh, phanh cái đấy ra. Phanh cái con người ra. Ôi dồi ôi. Vì bị nát phần dưới rồi mà các bạn. Kinh quá. Kinh quá các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục dịch nha. Chúng ta đưa tay vào bụng xác chết và xuyên qua khoang ngực của nó. Bằng cách làm vậy chúng ta những mảnh thịt và nội tạng rơi ra văng tung tóe. Tìm ném được cảm giác buồn nôn. Cuối cùng bạn cũng nắm chặt vật thể và kéo nó ra. Đó chính là một chiếc
khóa kỳ lạ làm bằng xương. Trên cùng có một hộp sọ được chạm khắc. Rồi chúng ta có một cái chìa khóa đầu lâu các bạn ạ. Đây này, chính là chiếc chìa khóa đây. Ôi, nó nằm trong người cái đấy, mình mò vào. Thế là mở được cái chỗ quan tài không ấy? Không biết được, chúng ta tiếp tục đi. Rồi chúng ta đến tiếp một cái cửa sổ rất là lớn nha. Có những cái thanh thấn chấn xong bằng sắt không và nó không cho phép ai thoát ra cả. Hy vọng tìm ra một cái dấu hiệu gì đấy của sự sống, nhưng mà nhìn thì chúng ta chẳng hy vọng gì, chỉ có mỗi mặt trăng thôi các bạn ạ. Nghe kiểu bị giam giữ, bị nhốt. Đúng rồi, cái lăng mộ này như là lăng mộ để kiểu giam giữ luôn đấy và tra tấn luôn đấy. Chúng ta sẽ rẽ trái nha các bạn. Rồi chúng ta đến ngõ cụt các bạn ạ. Và ở giữa có một cái lò đốt khổng lồ. Ở giữa hai cây cột có hai cái vòng kim loại mọc lên từ trên xuống, với tất cả nến sáp được đính kèm xung quanh. Một cơn gió thổi qua, một cơn gió thổi qua anh. Lạnh hết người. Lạnh hết người rồi. Bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ search item ở đây xem là gì nha. Ủa, cái gì đấy? Gì đấy? Khi bạn kiểm tra lò than, thấy rằng là nó có một không gian ẩn đằng sau. Bạn kéo lò than trong khi căng thẳng dưới sức nặng của nó cho đến khi nó ra khỏi khu vực, cái khu vực bên phía trong ấy. Nó có vẻ hẹp và tối, nhưng mà đủ rộng để chúng ta có, để chúng ta đi qua vừa người ấy. Thế là có một cái mật thất ở sau cái lò than này. Đúng rồi, à đúng rồi, anh dùng từ mật thất là đúng ấy. Chúng ta sẽ đi qua nha. Đi qua. One, thứ một. Rồi đây, nhìn thấy như kiểu là ánh sáng chói lóa xuống bóng tối quanh đây. Thế ánh sáng rồi, thế ánh sáng rồi. Rồi bạn đi vào lối đi này này. Những bức tường chật chội của nó mang lại cho bạn cảm giác ngột ngạt. Phía trước bạn có thể nhìn thấy lối ra. Tiến lên. Tiến lên, tiến lên. Tiến lên. Ra khỏi đây rồi. Thứ một. Gì vậy? That was glass breaking. Cửa. Trời ơi, kính vỡ, hắn vào rồi. It sounded like it tầng dưới, tầng dưới. Trời ơi, ông ta vào nhà mình rồi. Ôi anh ơi, em còn chưa chơi game xong. Anh chở em chơi game xong thì anh làm gì thì anh làm chứ. Em còn chưa chơi game xong mà. Ôi, ông ấy cười kìa, mặt ông đấy đấy. Tắt TV đi. Cửa nào vỡ ta? Đây đây, cửa này vỡ. Vỡ rồi làm sao? This maniac is toying with me. Mình đang chơi mình nữa các bạn ơi. There's a hammer and some wood. Mình bịt cái cửa này bằng các gỗ các bạn, khung gỗ. Đi xuống gara. Đi vào gara lấy gỗ và búa. Ông ấy đâu ấy nhở, kinh quá. Thôi anh ơi, thầy em ơi. Đi gara cơ mà. Gara chỗ nào nhỉ? Sợ quá quên luôn rồi. Gì đấy? Cao ui móng tay à. Ai ơi thầy em ơi. Thôi nhanh đi lấy búa đi. Đây. Rồi lấy gỗ và búa rồi chúng ta ra ngoài kia, chúng ta bịt cái ô cửa đấy vào. Đây rồi. Đây rồi. Rồi, có vẻ như là chúng ta đã an toàn đấy các bạn ạ. Hy vọng là hắn sẽ không thể nào mà đi vào đây được và chúng ta tiếp tục chơi game. Ôi nó vừa chạy vòng qua bên này, nó chạy đâu rồi ta? Thôi rồi, để chơi game tiếp các bạn ạ. Không à, nó bảo là không chơi game xong nó sẽ sát hại mình á. Đúng rồi, nó lột da mình mà. Nên hãy tập trung chơi game đi, Bêu Thành cứ đi loanh quanh á. Nhưng anh muốn kiểm tra vì thấy nó đi vòng ra phía cửa chính xem nó còn phá cái cửa nào nhà mình nữa không. Không. Em chả an toàn gì cả, em cứ vòng ngoằng đấy tí nó còn một cái cửa khác thì bây nó giờ chúng ta chỉ cần mình. Thắng game là ông ta sẽ không đuổi, không bắt mình nữa, hiểu không? Việc quan trọng giờ là chơi game. Nhưng ông ta nói dối thì làm sao? Ông ấy không nói dối đâu, anh tin tưởng ông ấy. Em tin ông đấy là nhìn cái móng nghe ông ấy nó quấy vào, ông chắc chắn đang chèn người. Nếu anh không tin ông ấy thì bây giờ anh out game đi. Không, vẫn phải chơi, mình phải tìm cách thoát được. Chỉ cần một lý do đấy mình cũng phải không để mình chết. Nó bảo mình là sao đây? Chúng ta đã ra khỏi đây rồi và bước vào một căn phòng. Ủa là sao? Thấy lối thoát lại bước vào căn phòng. Có cái bàn nhỏ bên phải, trên đó có những ngọn nến rất nhỏ. Ui, và có cả xương người, trông giống xương người. Toàn xương người với cả những ngọn quan nến tài. Xương người. Bên trái bạn là một cái cầu thang nhỏ dẫn vào một căn phòng có cổng, lối vào rất là rộng. Không sao, đi sang trái. Thử tìm xem nào. Ồ, thấy cái gì đây? Anh vừa tìm thấy. Mình bên hành tìm thấy gì rồi. Tìm kiếm căn phòng và tiếp cận. Trên bàn, phát hiện có một sợi dây ở giữa, khá là lộn xộn và có thể nó sẽ hữu ích. Chúng ta sẽ quyết định lấy cái sợi dây này. Ok, và chúng ta sẽ go left, đi sang trái. Có một cái giường gỗ phẳng được đặt về bên trong căn phòng có cổng nha. Dây xích và sắt còng treo trên tường nha. Việc bán lậu nước thải thô đến từ một cái lỗ là sao? Qua bên trái đi. Chúng ta tìm kiếm đi. Đây, có dây, ok. Tìm kiếm xem nào. Không có gì. Sử dụng item. Sử dụng ạ, đúng rồi, sử dụng item. Vì có cái dây đây mà.
Ồ, được. Sử dụng nha. Chúng ta sử dụng item ấy nha. Chúng ta buộc chặt sợi dây vào chiếc giường gỗ bằng một chiếc dây nha các bạn. Bây giờ chúng ta có thể đi xuống cống thoát nước. Đi thôi, đi xuống nhá. Đúng rồi, đi xuống. Đi xuống. Ui ơi, tỏng luôn luôn rồi. Chúng ta hạ dây xuống cho đến khi bạn ở vị trí cái đế của cống, cái đáy ấy các bạn. Khi bạn nhảy tới mặt đất, bạn văng lên thành một người chơi nước, thành một người chơi ở trong nước thải. Và bạn đột nhiên bị nôn và bắt đầu nặng nề. Cuối cùng là bạn bình tĩnh và bạn nhận ra một con đường phía trước. Ồ, rơi xuống cống nước thải và bị dính mùi nước thải, buồn nôn quá. Thế bây giờ mình vẫn phải tiếp tục di chuyển thôi các bạn. Đúng rồi, phải lý trí lên các bạn ạ. Đi tiếp nhá. Đi tiếp, ấn số 1. Gì đấy? Cái gì chụp ảnh ấy? Cái gì chụp ảnh ấy? Cho máy ảnh chụp ấy. Máy ảnh nó vừa chụp mình à? Đúng rồi, mình vừa nháy một cái tách một phát. Tự nhiên máy ảnh nó chụp. Chứng tỏ là có người phải bấm vào máy ảnh mới chụp được. Ê, cực ghê. Có ảnh ấy. Ông ấy ngồi trên máy tính của mình. Quay lại xem nào. Sao ông ấy có ngồi đấy thật không? Ừ. Quay trường ạ. Quay lại xem nào. Làm gì có. Hay là lúc ấy mình đang chơi ông ấy ngồi trên đầu mình. Nhìn các bạn nhìn thấy rồi anh ạ. Ôi ôi. Chơi game tiếp đi. Mày chơi game quá ông ấy, ông ngồi trên chốc máy tính còn không biết. Ngủ thật đấy. Không, có khi nó chỉ chụp lại dọa mình vậy thôi. Đây là một sản phẩm của Photoshop các bạn ạ. Photoshop cái gì? Photoshop. Nó vừa mới trèo lên đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục đi nhá. Đi xuyên qua. Đi xuyên qua cái vách ngăn này. Rồi đi đi. Ok. Để trái đúng không? Từ từ nha. Ok, nó sẽ trái. Chúng ta tiếp tục đi con đường của mình. Chúng ta bước vào một căn phòng hình tròn và có một cái thang dẫn lên. Chúng ta phát hiện một thi thể nổi trong nước thải mặc áo choàng đen. Nó trôi lên xuống, chỉ có khuôn mặt của nó có thể nhìn thấy được một phần. Con mắt nó màu vàng các bạn. Áo choàng đen. Hay chính là cái tên ở trước cửa nhà mình. Chúng ta tìm thử xem có gì không. Cái gì đây, mặt con gì đây. Nó vảnh mặt nên nó hù mình các bạn ạ. Tiếp cận xác chết một cách thận trọng nha. Chúng ta đẩy nó lăn qua. Và khi bạn làm vậy nó sẽ sống dậy với một tiếng thét kinh hoàng. Nó lao vào bạn, chém bằng móng tay như là phép thuật à, hay cái gì đấy. Bạn né tránh những đòn tấn công ban đầu, nhưng sau đó bạn cảm thấy vết bỏng dữ dội của thịt bị cắt ra. Nó cao hơn. Nó hối hả quay lại trước khi biến mất trên các bậc thang. Rồi xong, nó tấn công mình luôn rồi các bạn ạ. Tiếp tục đi tiếp chứ. Đi tiếp luôn. Một, chúng ta nhìn thấy thang mà. Gì đấy? Gì đấy? Gì đấy? Bật đèn lên. Đừng nhìn qua vai, đứng lên đi. Bật đèn lên. Hết. Hết đèn rồi, hết. Hết pin. Hết pin rồi. Nghe tiếng cửa mở không? Có. Máy hỏng luôn rồi, không cho mình chơi tiếp nữa rồi. Ê, hay ông ấy lừa mình thật. Game này vốn là không có kết thúc đâu. Ông ấy chỉ đang câu giờ để tìm cách đi vào nhà mình thôi. Mình mở cửa mình chạy ra được không? Mình ra ngoài có thể an toàn hơn trong nhà các bạn ạ. Mình sẽ không ra ngoài đó. Đáng lẽ là mình phải ra ngoài mới an toàn chứ. Ừ thì đã bảo rồi. Ra ngoài chạy một phát xuống một sông, chèo thuyền ra ngoài giữa biển này. Giữa sông ấy, nó không làm gì được. Bây giờ cũng không chơi game được nữa. Mình phải làm gì? Kinh quá. Cửa mở. Cửa nào mở nhỉ? Ôi giật cả mình. Đây này, lại bật được đèn rồi này. Mình đi check một vòng á, mình không thấy gì thì mình... Ảo thật, bây giờ mình đi check lại đi được không? Hay là mình thôi không check nữa? Được. Hỏng rồi. Phải đi check chứ ông ạ. Hết game rồi. Xuống dưới đi, chúng ta xuống dưới. Bây giờ có đèn pin nên xuống dưới soi cho kỹ. Check hết các cửa đã. Trên này không có cửa chính đâu. Cái gì đấy? Lên trên tầng. Đây, chỗ mình vá này nó vẫn chưa phá mà. Gió à? Gió, vì đi qua cửa đấy bây giờ nó không có kính nữa nên là gió rít to hơn. Gió thổi vào nhà to hơn. Xuống hầm mày thấy anh ta đang chọc bia. Rồi. Nó ở đâu? Nó làm gì cái cửa như mình? Nhà tắm tìm chưa? Cái gì? Đây nha, các cửa check kỹ rồi nha, không có gì nha các bạn. Nó chưa hề mở cửa nào, mình nghe tiếng cửa mở mà ta. Rất ảo. Ôi ơi. The bastard tore straight through the wall and dresser while I was downstairs. Whatever it is, it's not human. Nó đục một lỗ đấy hả? Nó đục.
nó đục tường nhà mình, sau tủ nó chui vào các bạn ạ, chứ không làm đi cửa đâu. Bây giờ chơi game tiếp. À game hiện rồi các bạn. Thôi đóng cửa lại đã ơi. Game hiện rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chơi xem là câu chuyện này đi về đâu. Ok, tiếp tục chơi game nha các bạn. Rồi, có tín hiệu rồi nha. Rồi. Bạn bắt đầu đi lên cầu thang, bạn di chuyển, khi bạn di chuyển thì máu bắt đầu chảy ra từ vết thương. Bị cào đấy, bị con đúng này rồi. Cào. Đuốc thắp sáng cầu thang nhưng phía trên thì tối đen như mực. Đi tiếp. Đi tiếp nha, chúng ta sẽ đi lên sử dụng item mà. Ừ. Tối lắm. Đúng rồi, sử dụng cái bật lửa vẫn còn. Ok. Bộ xương này. Chiếc bật lửa chiếu sáng môi trường xung quanh. Và giật mình, bạn lùi lại đối mặt với một bức tường xương. Toàn xương người. Bức tường toàn xương các bạn, đầy đầu lâu khắp nơi, quá kinh. Bạn dường như đang ở trong hầm mộ. Rồi xong, xuống hầm mộ, thế mình là trời được thi thể rồi. Ờ, bạn có thể thấy con đường tiếp tục dẫn đến. Đi tiếp thôi. Tiếp. Vào left, sẽ trái nha các bạn. Ok, ôi, game này. Bạn vòng qua góc vào một căn phòng rộng lớn, 4 cây cột bao quanh một cái giếng khổng lồ. Bạn có thể đến được bằng những bậc thang ngắn. Nước trong giếng có mùi rất hôi. Mái nhà có lỗ để ánh trăng soi vào, một lối đi hẹp ở bên trái. Đi thôi, có tìm không? Tìm gì không? Ôi trời ơi, có luôn này các bạn ơi. Mình vừa nút tìm mà chúng ta tìm được đồ thật nè. Cái gì đây? Không biết, đang không biết là cái gì, để chúng ta xem nào. Ok, đến lan can bảo vệ. Khi bạn đến gần giếng hơn, bạn kiểm tra nước. Bạn để ý thấy một vật hình cầu có màu vàng đỏ. Nó gần như đang cầu xin bạn loại bỏ nó khỏi làn nước. À, bạn bắt đầu trải qua một khao khát. Và bạn đã nắm lấy nó. Nắm lấy? Nắm lấy, chúng ta ấn phím 3 để nắm lấy item. Gì ơi? Có con gì nó dỡ lên, nó kéo, nó cùng, nó cầm cái cung này, nó lên cùng với cái quả cầu đấy. Kinh quá, bạn mình nổi hết ra gà. Bạn vừa lấy quả cầu lạ, cũng giống như bạn, sinh vật mặc áo choàng xuất hiện từ vực sâu. Khuôn mặt của nó vặn vẹo thành một vẻ nhăn nhó gớm ghiếc. Nó bắt đầu giơ tay với quả cầu trong tay, gần như thể nó đang cúng dường. Đã cố định quả cầu, bạn không thể ngăn mình cướp nó. Sinh vật này từ từ chìm xuống vực thẳm và chúng ta đã lấy được quả cầu. Ôi. Những bộ xương các bạn, những bộ xương và đầu lâu khắp nơi. Chúng ta cần phải cẩn thận nha các bạn, rất cẩn thận. Và cuối cùng, ngọn lửa của nó thắp sáng như ngọn hải đăng. Rồi sao? Đi tiếp chứ sao nữa. Ôi. Ôi trời ơi, ông nó lại vào rồi. Ôi nó rồi, anh kia kìa, thấy không? Ừ. Chết rồi, sắp bị bắt rồi, nó dọa mình. Nhưng mà sao trông nó nhỏ thế? Nó nhỏ à? Đứng lên thôi nào. Đâu, con gấu mà. Con gấu mà. Chết rồi các bạn ơi. Chắc là bị hoa mắt rồi các bạn. Chơi game nhiều hoa mắt, lú như con cua. God, I think I'm losing my mind. Trời ơi, mình bị mất trí rồi. Ấy, mình bị mất trí rồi, chắc thôi, là mất trí. Tiếp tục quay lại chơi game. Đóng cửa này vào được không? Nhìn cái kính quá, không đóng được. Không đóng được, phải mở. Tiếp tục các bạn ơi. Một cặp bộ xương mặc áo choàng đen được thắp sáng bởi hai lò than. Áo choàng đen. Các ngón tay của nó đặt ở vị trí như thế, nó đang cầm thứ gì, nhưng mà chỗ đấy nó trống rỗng. À, để quả cầu, quả cầu lên. Nó sẽ sử dụng item nha các bạn. Rồi, đặt quả cầu lên nhá. Ừ, ấn phím 4 để sử dụng item. Hợp lý luôn. Rồi, ok, chúng ta để quả cầu lên rồi nha. Bạn đặt quả cầu vào bàn tay vàng. Khi bạn làm vậy và nó chìm xuống, hơi chìm ở trong đất, một tiếng ầm ầm bắt đầu và ngày càng mạnh hơn. Một phiến đá tròn lớn bắt đầu nhô lên. Trong chốc lát, bụi và mảnh vụn tràn ngập không khí khiến chúng ta khó có thể nhìn thấy các bạn ạ. Khi nó lắng xuống, chúng ta nhận thấy một đoạn văn được tiết lộ, một cái thông điệp các bạn ạ. Đi tiếp. Đi sâu hơn vào hầm mộ, bạn sẽ đến gần với tượng hai hình kim tự tháp. Ở phía trên, chúng được trang trí bằng các hàng đầu lâu và xương. Một bức tượng đơn độc ở phía sau được theo sau bởi hai tượng đài bệnh hoạn khác. Mình nghĩ là mình sẽ tìm item ở đây. Chưa tìm. Không có gì. Không có gì. Thế chúng ta sẽ đi tiếp. Thế rồi, nó lại đến rồi. Ôi! Ôi, nó nằm trên giường! Ôi giời ơi anh ơi! Tôi có thu trên nhà xuống. Đứng lên. Mày đừng giận tao. Mày báo thức, mày báo thức. Tắt, báo chung báo thức đi. Tôi vừa đu trên cái quạt nó xuống mà. I don't know how much more of this I can take. Tôi không biết gì luôn, trời ơi. Chơi tiếp. Mỗi lần nó xuất hiện ấy là game lại không chơi được các bạn nha. Như kiểu cái tên này với cái game này Là một đấy các bạn. Liên quan đến nhau. Liên quan nhau. Rồi, tiếp tục đi, ta vào game. Ui, kỳ ghê luôn á. Bạn đến trước mặt một bức tượng vàng. Một người mặc áo choàng
và cầm một cái gì đấy hình oval các bạn ạ. Căn phòng được thắp sáng bởi một ngọn đèn lớn, đèn chùm được làm từ rất là nhiều xương. Chúng ta sẽ tìm thử xem nha. Ồ, biết ngay mà, cứ căn phòng là mình biết rồi. Bạn kiểm tra bức tượng lấp lánh, chiếc chậu có khắc chữ viết và chúng ta sẽ đọc: máu là mối ràng buộc, lưỡi dao chính là chìa khóa, người phải dâng cho ta lễ vật. Dựng máu cho nó à? Điên rồi. Đi tiếp nhá. Thử sử dụng item xem sử dụng gì. Không có gì sử dụng. Chúng ta sẽ tiếp tục quay lại. Đi tiếp nha. Cái pixel này làm cho Google nó khó dịch được. Một cái cầu thang xoắn ốc được tìm thấy khi bạn quẹo qua góc đường. Các bậc thang được chiếu sáng bên phải và bên trái, những ngôi mộ được đào lên vào các bức tường. Sọ và xương che bức tường phía sau cầu thang. Đi tiếp chứ. Đi tiếp thôi. Đi lên thôi. Rồi, chúng ta trèo lên nha các bạn ơi. Lên cầu thang và đến đỉnh nha. Tìm kiếm của bạn nhìn thấy một lối đi lớn ở bên ngoài. Bên trái của bạn là một cây nến lớn làm bằng xương. Ban công nhìn xuống bãi vàng và bức tượng ở ngay phía trước. Có tìm đồ hay là gì không? Tìm đi, tìm xem có gì không. Không có gì. Không có gì các bạn ạ. Đi tiếp. Căng thẳng quá. Bạn đến gần lối đi và nhìn thấy rằng nó bị chặn một cánh cổng. Một đòn bẩy đối trọng bằng gỗ là đếm ở trên bức tường bên cạnh cổng. Mình không có item gì sử dụng, mình đi tiếp mà. Mình shop không, mình không đi tiếp được nha. Đây mình không đi tiếp được. Mình phải tìm item. Vừa tìm xong. Không, mình dòng một cái sợi dây, mình có sợi dây. Mình bắt đầu xoay đòn bẩy đối trọng nha. Cánh cổng bắt đầu được nâng lên, tiếp tục cho đến khi lối đi được mở. Mình xoay đòn bẩy các bạn ạ, mình đi xoay đòn bẩy, mình sử dụng item. Thì khác với cái việc sử dụng item chúng ta có sẵn thì ở đây có một cái đòn bẩy ấy, nên chúng ta sẽ ấn để sử dụng cái đòn bẩy đấy. Rồi, tiếp tục luôn. Nó lại đến rồi. Ôi. Chân, còn chân không? Vẫn còn chân. Kinh quá. Tiếp tục chơi game. Cái đài nó có gì không? Cày. Chui cầm ba đến một thơm. Zoom lên về của Thành ơi. Ok, và cuối cùng của cái lối đi này, chúng ta tìm thấy một cái cánh cửa. Không phải một cánh cửa mà là một cái cửa đôi. Một cái cửa đôi lớn các bạn ạ. Ánh sáng thì xuyên qua khe cửa. Và chúng ta ấn cánh cửa. Cảm thấy là nó, và chúng ta nhận ra rằng nó không khóa các bạn. Mình sẽ đi tiếp. Đi tiếp à? Rồi. Chết rồi, hình như là mình tìm thấy một cái phiên bản khác của mình, nhưng mà đang ở trong cái lồng sắt ấy, Bí Quy Thành ạ. Thế là tức là có một cái mình, có một anh một, và một anh nữa. Một thứ là giống hệt mình. Đúng rồi. Phiên bản khác của mình bị nhốt trong một cái lồng. Ôi dồi. Tìm item nha. Tìm. Không có gì. Sử dụng item. Không sử dụng được. Chúng ta đi tiếp. Rồi, chúng ta lại quay trở lại cái đấy rồi. Mình dùng cái chìa khóa đấy để mở. Sử dụng item đi các bạn. Điện thoại của mình hỏng rồi. Chắc chắn là hắn ta đã làm cái điện thoại của mình. Bây giờ mình sẽ dùng điện thoại của Baby Thành. Ok, bạn vặn chiếc chìa khóa sau khi nhét nó vào mồm của cái hộp sọ và mở ra. Nó sẽ mở ra này. Phát hiện một cái lưỡi dao bên trong, bạn có thể thấy rằng nó được bao phủ bởi những dòng chữ và biểu tượng kỳ lạ. Khi nó lấp lánh trong ánh sáng, bạn cảm thấy mình đang rơi xuống, bạn kiểm tra nó. Ôi dồi ôi, thật tuyệt vời. Và bây giờ, nó đã cập nhật vào kho và cái túi đồ của mình. Ấn 2 để quay lại nha. Chúng ta sẽ đi tiếp. Sao vậy? Cái này là sao nhở? Không đi tiếp được nữa này, Bí Quy Thành ơi. Chỉ có thể quay trở lại. Sử dụng item, sử dụng dao. Bây giờ mình sẽ dịch trước. Cánh cửa bên phải vẫn khóa và không nhúc nhích. Có vẻ mình đã đi đến ngõ cụt rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng item lấy con dao này. Nói chung là chưa sử dụng cái gì đâu ạ. Mình nghĩ là mình sẽ phải quay trở lại. À, ông nhớ chỗ cái bà mà cầm cái ấy không? À, cái bức tượng mà bảo là mình sẽ phải hiến tế cho bà ấy cái gì đấy. Bây giờ mình sẽ quay lại, ấn 2 để quay lại. Ấn 2 tiếp, quay lại. Đây, sử dụng item ở chỗ này rồi này. Chỗ này à? Đây. Rồi, các bạn ơi, chết rồi. Vậy là mình hiến tế cái gì các bạn biết không? Máu của mình. Lấy dao, lấy cắt cái tay của mình ấy, để cho máu vào cái bát của bà đấy. Quá là ghê luôn. Hiến tế máu. Khi đó có thể nghe âm thanh của bánh răng quay, nhưng không rõ bánh răng ở đâu. Tìm kiếm nghĩa là âm có một lối đi à? Đúng rồi, có một cái mật thất và được mở ra khi mà mình hiến tế có máu rồi, bà đấy sẽ vặn một cái bánh răng và mở ra một cái lối đi cho mình. Đây này, thấy bậc thang không? Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta tìm kiếm khu vực xung quanh này và cố gắng xác định nguồn gốc của âm thanh này. Chúng ta nhận thấy một cái con đường rất hẹp đã xuất hiện ở nơi từng có một bia mộ. Vậy là cái bánh răng đấy quay một cái là cái bia mộ di chuyển ra để lộ một lối đi. Lối đi bí mật. Đúng rồi. Cố gắng đi qua và nhận ra một cái cầu thang. Khi bạn đến gần các bậc thang,
Bạn thấy rằng chúng được chạm khắc từ vật liệu rất là tốt, đó là đá hoa. Bạn nghe thấy tiếng bánh răng quay lại một lần nữa. Bia mộ lại xuất hiện và chặn đường quay về của bạn. Rồi xong rồi, nói chung bây giờ chỉ còn một lối đi thôi. Đúng rồi, lên, trèo lên, trèo lên, trèo lên. Đến một cái căn phòng rất là tối các bạn ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Hàng chục ngọn nến được thắp sáng rải khắp sàn nhà. Ánh sáng của chúng chiếu lên sàn đá cẩm thạch rất là bóng các bạn ạ. Và các cột trụ nữa. Chúng ta cảm thấy cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không gian yên tĩnh, không gian yên tĩnh. Đi tiếp. Chỉ còn một cách đi thôi chứ còn. Đúng rồi, chúng ta tiến sâu hơn vào trong căn phòng. Và thấy mình ở trung tâm của căn phòng. Các bạn sẽ thấy một, chúng ta sẽ thấy một cái bàn. Và khá là tối ở cái ở xa các bạn ạ. Chúng ta sẽ chúng ta cố gắng để sử dụng bật lửa. Nhưng mà không, nó hết ga rồi. Hết nhiên liệu rồi các bạn ạ. Mình dùng soi đường nhiều quá mà. Trái tim bắt đầu đập tình tịch tình tịch tình tịch tình tịch. Và bạn bắt đầu trải nghiệm sự sợ hãi. Thôi đi tiếp thôi chứ còn gì nữa. Hết được. Cách, hết cứu rồi. Chúng ta bước lên bàn này. Một vài ngọn nến và một cuốn sách đơn độc có hình con chim đặt ở trên. Một nhân vật mặc bộ vest màu đen và đội mũ chóp ngồi sau bàn. Bàn tay của nó dường như được gắn với găng tay và có gắn dao trên từng ngón tay. Đầu nghiêng và nằm trên bàn, mặt của nó hướng về phía chúng ta. Và những bộ xương mặc áo choàng nhiều như tư thế khác nhau. Ui, vây quanh chúng ta. Chính là cái tên mà nó xuất hiện ở nhà mình đó các bạn. Mặc áo choàng đen, mặt trắng, móng tay là những lưỡi dao. Rồi, chúng ta tìm thấy một cái quyển sách hay quyển vở gì đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ mở quyển sách này ra xem có cái gì nha. Mở sách ra, mở cửa ra, mở sách ra. Đây này, cái tên mặt trắng đây này các bạn nhìn thấy không? Mắt vàng đây này, chính là nó. Nó ngồi đối diện mình trên bàn mà anh Bêu Thành. Ê, trời ơi, trò okay. Chơi kết thúc rồi. Cuốn sách lật mở và bạn nghe thấy tiếng xương gãy chói tai như đầu của nhân vật từ từ ngẩng lên. Và bạn đối mặt với nó. Nó bắt đầu nói giọng rất là nham hiểm. Cuối cùng thì người cũng đến. Tiếp tục rồi các bạn. Và nó tiếp tục nói tiếp nha. Nói cái quái gì vậy? Sao nó tự nhiên nó được đến đây với mình, bắt mình chơi cái trò này mà nó xuất hiện cả ngoài đời thật lẫn ở trong game máy tính luôn. Chắc trò chơi này nó sáng tạo ra mà nó làm nó là nhân vật trong game. Bạn đã hoàn thành tất cả các thử nghiệm. Chìa khóa được lấy đi. Máu cũng đã được lấy đi. Game này, trò chơi này gần như đã kết thúc rồi. Rồi, nó vẫn nói tiếp các bạn ơi. Nó vẫn còn điều muốn nói với mình. Đây nha các bạn. Mình cho các bạn xem màn hình điện thoại của bọn mình. Khi mà thằng này xuất hiện, cái tên nó xuất hiện một phát là màn hình mình trắng xóa luôn. Này các bạn nhìn thấy không? Nó trắng luôn như này mà. Chỉ có một thứ vẫn còn ở lại. Đó là hãy viết tên của bạn lên cuốn sách. Mình mà viết game sẽ kết thúc. Mình viết tên đấy xong rồi tự nhiên mình bị nguyền rủa, mình bị hút vào trong trò chơi giống mấy cái phim ảo tưởng á. Nào, Stacy, chúng ta có tiếp tục viết tên không? Có viết tên thôi, nó trả cho mình lựa chọn khác. Chả có một lựa chọn khác gì cả. Rồi. Mình lại quay lại sử dụng điện thoại của mình thì lần này nó lại được nha các bạn. Chúng ta kiểm tra nội dung của trang sách này. Ở trang bên trái là biểu tượng của mặt trăng và lưỡi liềm cùng với một cái con dao á các bạn. Biểu tượng mặt của, không phải lưỡi liềm mà là cái lưỡi dao vừa nãy của mình. Các ký hiệu và văn bản khác trong ngôn ngữ mà chúng ta không thể hiểu được, bởi vì nó cũng tồn tại nhưng mà chúng ta không được học ấy. Có một dòng dài ở trang, dòng tên dài trang bên trái. Mỗi tên được viết bằng chữ viết tay duy nhất. Ký. Ký đi. Sơ Tây Si đã ký rồi. Ôi, mình ký rồi. Ký. Rồi sao? Quay, nhìn xung quanh. Không có gì à? Vào. Vào game. Cánh cửa đấy. Thoát rồi. Thoát rồi đúng không? Thoát rồi. Trả tự do, continue. Rồi. Tiếp tục đi, continue. Về nhà mình. Cái gì vậy? Nhà mình, giống hệt nhà mình ở ngoài đời thật. Tôi sợ ông. Continue tiếp. Nó đang ở trên mái nhà rồi, nó đây, góc này là góc nhìn mái nhà của mình rồi. Continue, nó nhìn vào cửa sổ rồi. Cửa sổ. That sounded like it came from the attic. Máy tính hỏng luôn rồi. I think there's leaks inside. Ôi. Cửa vỡ thấy không? Tiếng kính vỡ thấy không? Nghe thấy không? Có. Ôi. Ôi. Hỏng mất máy tính mấy chục triệu đồng. Không sao, cũ rồi mà. Mua cái khác, bây giờ chỉ cần thoát khỏi ông này là mình sẽ mua cái khác, nhà mình giàu mà. Mình phải đi kiểm tra tầng gác mái hay cái gì đấy ấy, ông ạ. À, vậy là cái tầng trên đúng không? Vì lúc nãy đoạn cuối là nó bảo nó xoay lên trên. Nó xoay lên trên, đây rồi. Có mấy cái cửa này các bạn.
sợ lắm. Sợ lắm rồi, tê lắm rồi. Trời ơi, kiểu gì nó cũng ở bên trên rồi. Đi lên đi, đi lên đi. Ôi trời, không ổn rồi. Nó chui lên trên này rồi các bạn ơi. Kìa. Đứng xì xèo xèo nhỉ. Gì đó? Chanh. Đây này, nó đập kính đây này, nó chui vào chỗ này rồi. Nó. Chanh vẽ mặt nó kìa, chắc chắn không phải mình vẽ đâu. Mà là nó. Nó nghiệm ở đây ghê thật. Rồi sao, đến gần đi, đến gần đi. Hello. Rồi, bấm vào đi nào. Stacy. Nó đi trên máy nhà. Ui, đèn này còn hóng như này, cày thế gì đấy, đèn hóng à. Thôi đi xuống đi ông ơi, mình không nên được nữa. Không, bấm vào cái chanh lần nữa xem nào. Có được không? Không, bấm vào chanh làm sao mà được. Đây. Ờ, không muốn được nữa rồi. Sao mà bấm vào chanh? Bây giờ chỗ cái cửa vỡ, ấn vào xem nào. Xem nó có nói gì không. Cửa vỡ đâu rồi nhỉ? Nhìn xuống dưới đi, đấy, đúng rồi. Mở ra. Ôi cha cháu ông ơi. Chính là tên ở trong cư, trong cái tựa game mình chơi, cái băng ấy. Nó bắt mình rồi các bạn ạ. Từ đây cuộc đời nó lôi chân mình đi. Bây giờ trò chơi mới thật sự kết thúc này. Đừng sợ Stacy. Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu. Trò chơi kết thúc nhưng mà câu chuyện bắt đầu nha. Thế là bây giờ mình bị nó bắt vào. Chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo một cái tựa game mới. Thôi xong rồi, game chơi bằng người thật rồi. Đừng bảo là mình sẽ phải chơi lại cái tựa game này ở trong vai là mình là một nhân vật trong game luôn nhá. Ui thôi xong rồi. Đồ của mình. Không ổn đâu các bạn ạ. Thôi xong. Where am I? How did I get here? Mình đang ở đâu đây? Mình vào đây bằng cách nào đây? Rồi thôi xong các bạn ơi, mình đang ở trong TV rồi. Mình bị hút vào ấy các bạn. Và các bạn biết kết cục thế nào rồi đấy. Nghĩa là cái tên kia nó bắt mình vào. Và bây giờ mình, lúc đấy mình chỉ là chơi game trong máy tính rồi. Bây giờ mình chính là cái nhân vật ở trong game. Và chính là người thật mình luôn này. Câu chuyện ấy bắt đầu bằng mình việc ở trong một cái hang mà xung quanh toàn là đá. Và bây giờ mình sẽ đi kiểm tra xem đúng là có một cái ngách để chúng ta có thể đi qua được không, với nước cứ ở đáy đấy để chúng ta có thể đi qua đây này, chui qua đây này. Đúng rồi, nó chính là cái cốt truyện giống y xì như trong cái đĩa mềm mà mình đọc cho các bạn nghe từ lúc đầu đến bây giờ ấy. Đúng rồi, cứ tưởng chơi game xong là nó tha cho mình, không, nó bắt mình. Bây giờ mình phải chơi game thật rồi các bạn ạ. Có lẽ là tụi mình sẽ dừng video tại đây rồi các bạn ơi, mình không chơi nữa đâu, quá là ám ảnh rồi. Và nếu các bạn muốn tụi mình làm tập 2 của tựa game này mà chơi trong người thật thì các bạn nhớ bình luận và bấm like thật nhiều nhá. Đủ 10.000 like thì may là tụi mình mới làm chứ không vô hốt quá các bạn, nó cứ ám ảnh mình kiểu gì á. Các bạn hiểu cảm giác mình ở nhà một mình không, trời bão nhá, xong mình chơi một tựa game kinh dị và cái tên ở trong tựa game kinh dị ấy nó cứ ở xung quanh mình, nó cửa sổ này, gầm giường ấy. Ui kinh quá. Thôi bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn video sau. Quá ám ảnh rồi các bạn ạ, game tâm lý kinh dị nó tâm lý mà các bạn tâm lý ăn.